Này số dòng máy GT hợp tác rồi con, hợp tác có nhiều loại nhiều thương hiệu nha, tùy theo giá cả khác nhau nha. Có loại bảo hành gần 2 năm 18 tháng, lỡ hành 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng, nghe là gần 2 năm á. Đây. Model luôn ha. Korea nè. Có nhiều mẫu nha, GT hợp tác có nhiều mẫu nha. Có nhiều thương hiệu khác nhau luôn, có nhiều thời gian bảo hành khác nhau luôn, 6 tháng, 3 tháng, 5, 12 tháng và 24 tháng, 28 tháng, 18 tháng. Đầy đủ. Thời gian bảo hành càng cao thì chất lượng máy càng tốt thôi con. Đơn giản vậy thôi. Alo. Anh ở đâu? Mua gì mấy cây vậy anh? Mốt cái gì? Mốt cái gì điện trước em đi. Nói đi. Dạ. Dạ. Rồi tôi hợp tác với nhiều mẫu, nhiều thương hiệu khác nhau. À, thời gian bảo hành cũng là 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 18 tháng đầy đủ rồi con. Rồi con là cái nhu cầu luôn 0886355.